Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy vô ly bài tập toán lớp 5. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 79. Giải bài toán về tỷ số phần trăm tiếp theo. Bài số 1. Một cửa hàng đã bán được 1,8 tấn gạo. Số gạo đã bán là bằng là 36% tổng số gạo của cửa hàng. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu tấn gạo? Bài toán này thì dạng là tính ngược. Tính ngược có nghĩa là từ cái số nhỏ chúng ta tính ra số lớn. Đó gọi là bài toán tính ngược. Đó. Tính ngược thì thường thường mấy bài tính thuận á thì chúng ta sẽ có như thế này. Ví dụ như thường thường người ta họ chẳng hạn như người ta họ cho là 36% của 18 đi, được không? Thì có nghĩa ta lấy 36 nè. Ta nhân cho 18, được không? Rồi ta chia cho 100. Đó là cái bài toán tính thuận. Thì khi mà tính thuận này thì chúng ta sẽ tính ra một con số nhỏ hơn con số này. Được không? Nhỏ hơn con số 18. Còn bài toán tính ngược, ngược thì chúng ta sẽ tính là cái con số kết quả này nó luôn luôn nó lớn hơn con số đã cho. Nó luôn luôn lớn hơn con số đã cho này. Tính thuận thì chúng ta sẽ nhân cho 36 ta chia cho 100. Nhưng mà tính ngược á thì chúng ta sẽ là nhân cho 100 ta chia cho 36. Đó là dạng tính ngược lại. Rồi cái bài toán của mình thì chúng ta tính ngược lại, chúng ta tính cái số hàng ở trong kho. Cái số hàng ở trong kho tất nhiên nó phải lớn hơn cái số đã bán, đúng không? Này cái hỏi cửa hàng là có bao nhiêu tấn gạo. Như vậy cái số gạo trong kho hàng này nó luôn luôn nó lớn hơn cái số đã bán. Lớn hơn hoặc bằng, ít nhất là nó phải bằng, còn phải nó lớn hơn mới được. Nghe chỗ này thì chúng ta sẽ chỉ cần là một cái phép tính là được rồi. Số tấn gạo cửa hàng đó có là, số tấn gạo cửa hàng đó có là, ta lấy là 1,8, ta nhân cho 100, rồi ta chia cho 36. Rồi cái này là tính là tính thuận thì ta chia cho 100, nhưng mà tính ngược nó chúng ta nhân cho 100. Này bằng ra được là 5 tấn. Tính là 5 tấn thì 5 tấn nó lớn hơn 1,8 tấn, đúng không? Như trong kho nó ít nhất nó phải là lớn hơn hoặc bằng cái số đã bán. Đáp số. Năm tấn gạo. Chúng ta qua bài số 2. Bán một cái quạt điện với giá là 464.000 đồng thì được lãi là 16% so với vốn ban đầu. Tính tiền vốn của cái quạt điện đó. Như vậy đây là chúng ta bán cái này, bán cái quạt này với giá này. Giá này thì trong này là chúng ta biết được rằng là tiền vốn và tiền lời ở trong này. Tiền vốn và tiền lời ở trong này. Thì người ta họ cho biết là cái tiền lãi là 16% so với tiền vốn. Như vậy thì chúng ta sẽ có là lãi là 16%. Và vốn là 100%. Như vậy thì chúng ta có cái tỷ lệ chia ra cái tỷ lệ là lãi trên vốn. Như vậy là tỷ lệ là chúng ta sẽ có là 16/100. Rồi, có tỷ lệ 16/100 cộng phần trăm này là nó rút gọn, nó đơn giản đi rồi. Đơn giản rút gọn rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có cái tỷ lệ. Chúng ta có cái tổng. Đúng không? Có tổng. Rồi chúng ta đi tính là
Bài toán này sẽ ra nhiều gọi là tổng tỷ. Chúng ta đi tính là tổng số phần bằng nhau này. Tổng số phần bằng nhau ta lấy 16, ta cộng 100 bằng là 116. Cái này là phần. Rồi chúng ta tính số tiền vốn là rồi ta lấy cái tổng à ta lấy cái tổng là 464000 chia cho tổng số phần là 116, rồi ta nhân cho vốn là 100%, nè vốn là 100%, à được là 400.000. Đáp số. $400.000. Chúng ta qua bài tiếp theo, bài số 3. Tính nhẩm rồi điền kết quả vào chỗ chấm. Một kho gạo chứa gạo tẻ và gạo nếp. Giờ trong này là hai lò gạo, gạo tẻ và gạo nếp. Trong đó có 8 tấn gạo tẻ. Tổng số gạo trong kho là bao nhiêu tấn nếu số gạo tẻ chiếm 50% số gạo trong kho? Như vậy là người ta hỏi là trong kho này là bao nhiêu, thì tất nhiên cái số trong kho này nó phải nhiều hơn là 8 tấn. Trong này là 8 tấn gạo tẻ, thì như vậy trong kho này là vừa gạo tẻ và vừa gạo nếp, thì tất nhiên chúng ta sẽ tính ra là phải gọi là con số lớn hơn con số 8. Nó giống như tính ngược vậy, chúng ta tính từ nhỏ chúng ta tính là lớn, mà chúng ta ở trên cái bài trên thầy mới vừa tính mới nãy đó. Tính mới nãy đấy. Như vậy ngay chỗ này thì thầy lấy 8 này, tính ngược cho nên chúng ta sẽ nhân cho 100. Còn tính xuôi thì chúng ta sẽ chia cho 100. Nhớ này, tính ngược thì chúng ta sẽ nhân cho 100, còn tính xuôi thì chúng ta sẽ chia cho 100. Rồi 8 ta nhân cho 100 rồi chúng ta sẽ chia cho 50 bằng là 16 tấn. Này hết chủ viết là tấn. Rồi cái này cũng tương tự giống y chang luôn, 10% số gạo trong kho. Số gạo trong kho là như vậy, chúng ta cũng lấy 8 này, ta nhân cho 100 và chúng ta sẽ chia cho 10 bằng, viết lớn lớn một chút ha, này đơn giản đi, vậy là 80. Rồi cái này cũng vậy, 8 ta nhân cho 100 và ta chia cho 20 bằng. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học để thi bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đặc sắc, các em vào đó tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.